đó, những cái nhánh nhỏ, những cái nhánh nằm, nhánh này nó nằm quá sát đất thì mình cũng cắt luôn ha. Và những vết cắt này thì mình sẽ quét thuốc hết nha. Trời, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Thế Giới Cây Giống TV nha. Thì hôm nay Thảo giới thiệu với các bạn kỹ thuật tỉa cành tạo tán cho cây sầu riêng các bạn ha. Thì đây là cây sầu riêng 2 năm tuổi nha các bạn, và chưa được tỉa cành tạo tán lần nào các bạn ha. Rồi, bây giờ thì mời các bạn tới với phần chia sẻ của anh Lê Trường Giang, là giám đốc kỹ thuật công ty Thế Giới Cây Giống nha các bạn. Xin mời các bạn. Rồi, rồi hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn cái phần mà tỉa nhánh cây sầu riêng ha. Thì đối với cây sầu riêng á, nó có cái đặc thù là nó mang tái trên nhánh. Nó mang tái trên nhánh, cho nên là cái mục tiêu tỉa nhánh của mình á là thứ nhất là tạo cái độ thông thoáng cho cây. Tạo độ thông thoáng. Thứ hai là mình giúp cho cái nhánh mang trái nè, nó phát triển tốt. Thì cái nhánh nào mình nên tỉa, nhánh nào mình nên chừa. Thứ nhất, những cái nhánh mà mình nên tỉa là những cái nhánh mà nó quá sát dưới đất ha. Những cái nhánh mà quá sát dưới đất, và những cái nhánh nhỏ chen chút trong đây ha. Đó, những cái nhánh nhỏ thì một hồi mình sẽ tỉa cụ thể. Còn những nhánh mình nên chừa là những cái nhánh phát triển tốt. Và mình chừa cái nhánh làm sao cho nó phát triển và nó xoay đều bốn hướng ha. Nó xoay đều bốn hướng. Và cái thời gian mà mình tỉa thì thường á, cái cây khoảng 1 năm rưỡi lấy lên thì mình có thể tỉa nhánh từ từ. Tuy nhiên đối với cây 1 năm á, thì mình tỉa ít thôi. Đó, cái cây này là 2 năm nhưng mà mình chưa tỉa ha. Thì hôm nay mình sẽ tỉa cái cây 2 năm tuổi. Đây, thì những cái nhánh đầu tiên là mình sẽ cắt những cái nhánh nhỏ, những cái nhánh vô hiệu trước, để nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi những nhánh lớn. Và lưu ý là mình tỉa nhánh vào cái thời điểm là nắng và không có mưa, tránh cắt tỉa vào cái thời điểm mưa dầm thì nó dễ bị bệnh. Và sau khi mình tỉa thì mình quét thuốc vào những cái vết cắt. Và khi mà mình cắt á, thì mình cắt sát vào, cắt sát vào thân luôn, mình không nên chừa ra một đoạn như vậy. Nhiều người nói chừa ra một đoạn rồi tỉa từ từ nó khô, nhưng mà thực tế thì cái nhánh này nó khô vô đây thì cái chỗ này mới là cái cửa ngõ cho nấm bệnh nó xâm nhập vào. Thì mình nên cắt sát vào thân và sau đó thì mình quét thuốc. Thuốc ha, thì thuốc mình có thể sử dụng để mà mình quét như là gốc măng cô dép hoặc là gốc đồng đó. Thì những cái gốc đó thì mình quét vào đó, mình quét trực tiếp vào nhánh, mình tỉa nó sẽ không thoáng. Đó, mình sẽ cắt tỉa những cái nhánh nhỏ này ha, mình sẽ đi từ từ trước. Đây, những cái nhánh nhỏ, những cái nhánh vô hiệu này mình sẽ cắt trước. Đó, để từ từ lên. Đó, giờ quá trình này tỉa thì mình sẽ tỉa nhiều lần chứ không phải là một lần là mình sẽ tỉa hết. Ha, đây, xuống đây nè. Đó, những cái nhánh nhỏ, những cái nhánh nằm xuống sát đất ha. Mình sẽ cắt. Rồi, cái nhánh thứ hai mà mình cắt là những cái nhánh ra từ những cái nhánh lớn này nhưng mà nó nằm sát phía trong ha, và nó nằm chen chút ở phía trong đây. Đây, như những nhánh này đây đó, nó nằm chen chút. Thì những nhánh này là những nhánh cũng vô hiệu, nó không có tác dụng, mình sẽ tỉa cho nó trống ra. Và lưu ý là mình sẽ ra một đoạn thôi, mình không có tỉa dài ra tới lúc ở đây xa quá thì nó trống, nó không nên đó. Thì cái cây mình thời điểm này nó cần bộ lá để nó quang hợp, nó nuôi cây. Thì mình chỉ cắt những cái nhánh nào mà quá rập, quá chen chúc ở phía trong thôi. Đó. Đó. Đây. Lưu ý cắt là mình cắt sát luôn ha. Đây, cắt là mình cắt sát vô luôn. Rồi.
Đây, nhánh này nó nằm quá sát đất thì mình cũng cắt luôn ha. Và những vết cắt này thì mình sẽ quét thuốc hết nha. Cái nào mà lớn quá kéo mình cắt không nổi thì mình có thể dùng cái cưa hoặc cái sứa gì đó. Từ mặt đất chừa lên khoảng bao nhiêu là được nha? Thường đó mình sẽ chừa lên khoảng ít nhất cũng phải là 6-7 tấc. Nhưng mà tùy theo cái nhánh, ví dụ như nhánh này nè, mình có thể chừa. Nó nằm cũng sát đất, nó cũng nằm gần, nhưng mà cái xu hướng nó đi lên. Đây, phía ngoài kia nó lên rất là cao ha. Đó. Thì mình chừa lại. Đó, giữ cái nó ra một phần thôi. Rồi từ từ cái cây mình nó lớn lên thì nó sẽ trống ra. Đấy, những cái nhánh này là nó xuống quá nè, nó nhỏ nè ha. Mình đây mình có một nhánh nè, một nhánh lớn nè, hai nhánh lớn nè, ba nhánh lớn nè, bốn nhánh lớn nè, đó nó đang xây vòng xung quanh đây nữa nè. Đó, thì khi mà mình thấy những cái nhánh nhỏ này nó chen chúc quá thì mình cũng có thể cắt bỏ bớt đó. Đấy, thì mình xem. Lưu ý là mùa mưa nhiều là mình không cắt nha, mình chỉ cắt lúc nào mà trời nắng thôi, nắng ráo. Đấy, ở trong thân này mình nên cắt ra một đoạn khoảng chừng 5 tấc đổ lại thôi. Đó. Rồi ở phía ngoài thì mình có thể hoàn toàn mình chừa lại. Chút phía trong này nó chỉ tạo nên cái đậm rạp thôi chứ không có tác dụng nhiều. Như là khi cây có cỡ 1 tuổi rưỡi trở lên thì bắt đầu có thể bắt đầu tỉa nhánh thế kìa. Thì tùy, nếu như mà cái cây quá rậm thì mình tỉa sớm hơn cũng được. À. Đúng rồi. Nhưng mà thường thì khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi lên. Còn như cây này là 2 năm mình bắt đầu tỉa này rồi, bao lâu mình tỉa lại nữa? Mình sẽ tỉa tiếp vào những cái thời điểm nào, giai đoạn nào nữa anh ơi? Cũng khá là lâu á. Thì khi nào mình thấy ví dụ như phía trong này nè, tại những nhánh mọc từ thân ra thì nó sẽ không mọc lại. Ừ. Nhưng mà những cái phần này nó sẽ có thể mọc lại. Ừ. Thì khi nào mình thấy nó ra nó hơi bị khuất, nó che khuất cái cây. Ừ. Nó rậm rạp thì mình bắt đầu mình tỉa, mình bỏ nhánh này ra. Ừ. Đó, thì mình cũng nuôi. Thì từ từ thì những cái nhánh phía ngoài nó sẽ lớn ra, những cái nhánh cấp 2 nè. Ừ. Đây những nhánh này mình chừa nó sẽ lớn. Ừ. Và khi mà mang trái thì thường nó sẽ mang trên cành cấp 1 hoặc là cành cấp 2. Ừ. Mình có thể chừa lại hai cành đó. Ừ. Mình cố gắng mình nuôi cho nó mập. Ừ. Rồi, như cây này mình tỉa tương đối như vậy là tương đối tốt rồi nè. Ừ. Đó, tương đối ổn rồi nè. Đó. Rồi. Còn ở phần ở trên kia thì lần sau mình sẽ đi lên từ từ. Ừ. Phần trên kia nó đang trống. Ừ. Nó cao nó thoáng nên mình cũng chưa cần, chủ yếu là phần dưới đây. Ừ. Đó, mình tỉa cho nó trống ra. Rồi. Rồi. Trời, thì các bạn cùng thử nhìn lại ha. Đây là cây sầu riêng của mình trước khi được tỉa cành tạo tán. Rất là nhiều cành nhánh mọc chi chít chen chúc ở bên trong thân các bạn ha. Còn đây, đây là cây sầu riêng sau khi được tỉa cành tạo tán xong rồi. À, thật sự đây là một cái kỹ thuật rất quan trọng trong kỹ thuật chăm sóc sầu riêng. Thì hy vọng rằng các bạn có thể áp dụng tốt cho vườn sầu riêng của mình. À, giúp cho các bạn có một cái vườn sầu riêng khỏe mạnh và phát triển ha. Và nếu các bạn thấy cái thông tin này thật sự bổ ích thì hãy chia sẻ cho bạn bè người thân của mình cùng biết ha. Và bật mí với các bạn, trong video tiếp theo thì Thảo sẽ làm cái video chia sẻ về cái loại thuốc mà mình sử dụng xử lý sau khi tỉa cành tạo tán cho cây sầu riêng xong á, tức là quét lên các cái vết thương hở sau khi mình cắt các cái cành đi các bạn. Rồi, video Thảo xin dừng lại ở đây ha. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo nha. Xin chào.